hôm nay là làm nhà nên lôi cái xe của bả kìa. Và đâu ngờ hồi xưa mua xe này, mua xe thùng á, mà nó còn đẹp không, 45.000 cây số để mấy chục năm rồi đó. Mấy chục năm, bỏ mấy chục năm mà nó còn đẹp không, có những cái dơ thôi, bẩn nó gần hè rồi, cầm cầm nó còn sáng được luôn rồi, cầm còn gì vậy, bảy màu luôn không, sáng được luôn, dơ gà ấu. Mới ghê thì coi cây tại vì hồi xưa kỷ niệm nó bỏ chạy luôn, hồi đó xưa đó thấy không, cầm ghê không, thấy sợ luôn cái máy. Ồ, thấy cái máy không, mới ken luôn, mới gì mới sợ vậy. Rồi đây trong xe đẹp không, rồi Dục thấy vậy cái Dục gì á, tiêu quá chung cái đại ca định khóa ô yên rồi, Dục còn cắt cắt nữa, nó đẹp lắm, nó dơ thôi, đẹp không, gấp cà phê mới giấu dí gì luôn, canh sao nè, nó còn bảy màu nữa theo đó, ghê thì đúng đồ Nhật, ghê hồn thì thấy không, nó tinh luôn, ráp nó vỏ nguyên. Hồi xưa khá chính lúc 2647 coi vỏ của nó còn đẹp đi sao, cái bô đó, bô đồ theo xe nó còn đẹp lắm luôn á, không có một miếng gì nữa, cái bỏ thấy thôi, cái từ cái lên dây lắp nồi đẹp dễ sợ. Hồi xưa cái bô gì HM KT4 đẹp không? coi cái dầu gà, coi cái dầu gà này đẹp không? Đó bát rồi đó không? Chưa rửa lái lên mới lắm, cầm không? Dễ sợ đó. Để lâu quá cái gì nó tắt cái nó ra, còn nhiêu đẹp hết. Chiếc này được cặp kiến 67 trời, cặp kiến 67 riêng luôn, ghê không? Cặp kiến 67 riêng luôn, đó không có chữ gì HM gì nè. Quá wow. Hồi xưa không biết sao mà thằng thích cặp kiến 67 lấy để vô chìa khóa còn nha, một chủ đó giờ luôn.